một bộ phim tâm lý dược cân với đầy đủ ân oán, tình thù, sự bùng nổ, sắc dục, tình yêu, lòng khát khao và sự dối lừa đều tất cả trong đó. Nên quý vị hãy dùng một đầu tay thật lớn để cùng theo dõi đoạn trailer ngay bây giờ. Tôi là Thiên Kim, người dẫn chương trình. Chúng ta còn một vị khách cuối cùng của năm nay. Bọn sơ hình thằng ăn không chị? Đi nè. Cô nhỏ nào vậy? Em gái đó, mới vừa bị đánh. Trước đây phải bảo công an nha. Anh Huy và chị đều muốn em ở lại đây. Để khi nào mọi thứ ổn định hơn, có coi chị là gia đình. Nhưng mà gia đình hạnh phúc phải không chị?